Trực chiến. Ông bác cho con hỏi là cái tính cách của anh Trọng á, hồi xưa giờ là hết tiền là cứ hay đi cầm cố hả bác? Đúng. Sao thấy anh đi cầm miết vậy? Nó yêu cầu mà, vợ nó mà mình nói thẳng rồi hết tiền, không có tiền mà xây chở là bắt đầu nó phải làm sao dù cái đó 10 triệu đi, bán cỡ 5-6 triệu cũng bán nữa, nói vậy thôi. Dạ. Là không muốn làm vợ buồn nữa, không làm vợ khổ. Nó thấy buồn. Con với vợ nó mà khổ là nó cỡ nào. Nhưng mà theo xe của con á, là con chứng kiến là tại sao mà hình như là anh Trọng coi chị, coi vợ là cao hơn, nặng hơn mẹ. Không phải, nói gì con nói vậy, không phải gì đâu. Đúng vậy, bởi vì lo cho con cái, tình thương nó không à, chứ không phải là như vậy. Tại vì con thấy là chị thì cãi nhau ở dưới bà bác á, là bắt đầu là anh Trọng lật đặt đi lo cho chị thì, còn mẹ mình á là mặc kệ luôn. Có bên nào nó cũng như tôi cha nè, rồi mẹ nó cũng biết thương cha nó chứ sao không thương. Dạ đúng. Sao không thương cha thương mẹ được? Dạ. Bây giờ con người mình sanh ra, cha mẹ là quý nhất không? Dạ. Công ơn trời biển mà. Không lẽ con tôi mà nó khốn nạn tới cỡ đó tôi còn thương nó, hay là con dâu, phải không? Nhưng mà sự thật mà nói tới mấy đứa nó là tôi đứt từng đầu ruột. Dạ. Thương cái chỗ mà con dâu khờ khạo, chúng chữ trên đầu trên cổ, chữ khoa học. Mình nghe nó, nghe mình đáng thương nó, bởi vì nó quá khờ dại. Nhưng mà nó lanh lợi như mọi người khác thì đâu có vậy, phải không? Từ đó nó lúng, chỉ biết nó xin 10.000 đưa 10.000 cho con cháu đi ăn đó. Cái sự thật vậy đó. Vợ chồng nó có cái rộng rãi vậy đó, từ đó nó không biết cần kiệm. Thôi vậy người ta mua cái gì về nó nấu cho cháu ăn, khoai môn hay là khoai lang nó giả tỷ đi, hà tiện đi, để số tiền nữa mình đóng tiền nhà trọ. Qua lời của cô bác thì con hiểu được bác rất là thương con dâu. Thương con dâu và thương con tôi luôn, mà thương hơn một lần nữa, bởi bây giờ nó khốn khổ mà. Thì cái cảnh này là mình hiểu rồi. Chẳng thà cái lỗ tai tôi điếc ha, hay là thằng chồng điếc nó khỏe hơn. Cái đó nói bằng sự thật, phải không? Nó đau, thấy gì chứ người ta khờ dại mà còn như con dâu tôi vậy, khờ dại rồi. Đã nó không có được quạt quát lanh lợi. Tôi nói giả tỷ như nó như mấy mẹ bạn hàng đi thì tôi đâu có khổ như thế này. Dạ. Nó cũng vậy, phải không? Người ta biết buôn cái này bán cái kia, nhiều khi mua 10 đồng cũng bán 5-70, còn nhỏ này không có. Nó khờ quá chú. Đó là nó giống ông già nó. Nói ra là tụi nghiệp liền. Tôi có kể cho chú nghe đó. Dạ. Ông già vợ của ông Trọng hiền dữ lắm, hiền thật tình chứ không phải nói đâu. Dạ, đúng là hiền quá cả tội. Nhà mình chiều ngang với chiều dài khoảng nhiêu đây vậy hả ông bác? Bề ngang 6 mét, bề dài 10 mét, đúng 60 mét vuông. Mà con nghe nói là cái nhà này không có giấy tờ mà anh Trọng kêu bán là sao đâu bán được đâu, đúng không bác? Tắt luôn nên nó hơi ồn xíu rồi. Giấy tờ là khi làm giấy là tại vì nó còn dính vô miếng đất lớn á, người ta không có chia ra trong đó, chứ không có gì hết á. Chêm cho nó cứng gói thuốc cho vậy để hơi bị mình làm á, đụng nó dẹp lép á. Chêm. Nó quay về thì nghe ông bác báo thông tin là đứt vốn. Còn có mấy chục ngàn đó, móc túi ra đó. Dạ. Đâu dốc rồi. Ủa ông bác sao đeo chuỗi nhiều quá vậy? Mỗi... Ông bác theo đạo Phật hả? Đúng vậy là Phật. Dạ. Nhưng mà thầy của tôi á, của thầy của mình á, với của mẹ cha mình, bà già tôi ăn là cha trường không à, ông già bà già. Rồi tôi đeo 2 cọng của 2 ông bà luôn. Tại ngủ mình có đeo không ạ? Ngủ hay là thức gì bình thường. Dạ vậy hả? Đeo biết quen rồi mà. Dạ. Nó đâu còn biết nặng nữa. Giờ chuẩn bị đi bán hay sao bà ông bác? Chuẩn bị. Giờ trưa ra mà sao bán? Bởi vì mướn người ta xây rồi. Vậy hả? Nhưng mà chỉ để vô đây rồi mình nước rồi đó rồi nấu rồi. Nấu rồi lượt. Giờ vậy ông bác giờ này đi bán rồi mấy giờ mới về? Tới cỡ 9-10 giờ. 9-10 giờ mình mới ấy. Tại một ngày ông bác bán lời nhiêu tiền? Đâu có biết được chứ. Không có biết được lời bao nhiêu đâu, hên xui. Thì ngày trung bình bán lời nhiêu hồi cháu lại đó. Dạ. Bán đồ nhậu đó bán không được. Vì bán ngày có 170-180 ngoài rồi sao có tiền sống nổi. Mấy ngày trước, mấy tuần trước chứ. Đi lại gặp ông bác đang đẩy chiếc xe nguyên chiếc xe bán hoành tráng. Lần này mới về gặp hỏi lời cục vốn. Banh khác bởi vì mới chuyển qua cái này nè mà nó nhẹ hơn. Rồi bữa giờ có mấy anh sao đen còn lại kiếm phá nhà gì nữa không bác? Không có lợi rồi tôi nói bị bán không có được đó, thành tôi cho tôi thiếu đi rồi nín thinh nè. Dạ. Chứ biết nói sao bây giờ, nó biết mình không tiền. Rồi bữa giờ ông bác thấy nghe cái tin của anh Trọng đó là được cô chú anh chị mạnh thường quân ủng hộ rồi bán trái cây rồi buôn bán được đó, ông bác mừng thấy lắm. Sao? Mừng lắm, cái đó sự thật nó vậy. Dạ. Nhưng ông bác có tin tưởng anh Trọng thay đổi không? Nó đi đây đi đó rồi nó đầu óc nó cũng hiểu chứ. Nó phải tiến bộ chứ không lẽ con mình nó không tiến bộ sao? Bởi vì khi nó lên trển đó là sự thật là nó đi kiếm mẹ đó. Dạ. Mình cũng tin tưởng con tôi. Rồi nó đi lên trển này sao mà có công ăn chuyện làm luôn thì cái đó quá mừng. Cái đó nó sự thật, nó sự thật lòng. Bây giờ anh Trọng đã được gặp được mẹ rồi cũng có công ăn chuyện làm luôn rồi. Ông bác có muốn đi lên Sài Gòn ở chung với anh Trọng không? Không, bởi vì mình tính làm gì nè rồi chừng nào mà có vợ tôi nó làm bị nó có đi có nói nó làm chừng nào mà có đủ tiền số tiền để trả người ta đó rồi nó về. Thì mới cách đây 2-3 ngày con có gặp bà bác nói chuyện với bà bác thì bà bác có gửi lời lại với ông bác là nhắn cho ông bác là ở nhà ông bác cứ ăn uống giữ sức gìn sức khỏe an tâm đi, bà bác ở chỗ anh làm rồi để gửi tiền trả nợ đó, chừng nào mà có tiền trả nợ bà bác mới dám về. Đúng vậy dạ. Mình sẽ biết gì nên là ông bác ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe và ăn thì uống bởi vậy tôi mới vượt lên chính mình để gán tiếp nợ nần cho vợ con. Dạ. Nói thẳng vậy đó. Dạ tên đó thì cô cũng rất là khỏe. Dạ, cũng rất là an tâm cơ chú ơi. Cái đó là sự thật lòng vậy. Bữa giờ ông bác có xem được hình ảnh của bà bác không? Có. Thấy con thấy dạo này là bà bác gầy hơn hồi lúc trước ở nhà. Hồi trước ở nhà còn có da thịt, dạo này là kiểu là nó nay mình giờ mình thấy gầu lo mà. Dạ. Vậy chứ kêu không bỏ nhà đi vậy mà. Cái nghề nghiệp của nó là xe bán xôi chứ đâu phải mà. Rồi bữa giờ ông bác có góp tiền cho người ta nó hàng ngày nữa không? Mà hôm qua rồi tôi thiếu vậy đó rồi tới nay chưa. Nó có nhiều khi dắt chưa nó lợi không chừng chiều không chừng là ngay cây trứng cá mà mình có mình góp cho nó rồi đó. Một ngày mấy chục chú? 50 à, 50.000. Má này chú đất giống chú không có tiền để góp cho má anh Thảo đen luôn. Không có tiền vốn nữa góp gì. Dạ. Vậy bữa giờ xà đen có quại chú không? Không, nó hiểu rồi, nó thương tôi nữa. Dạ. Tụi nó nên thân à, biết sao mình là sao, nói sao vợ chú sợ mà chú không sợ? Không phải, vợ tôi nó thiếu mấy người trên ấy á. Dạ. Chứ không phải cái chủ đó. Dạ. Cái chủ đó là do anh Trọng đúng không? Cái đó của anh Trọng. Dạ. Tôi lãnh tôi nói bởi vì 1 đồng tiền đâu phải giấy đâu, của mượn của người ta thì dầu nó đem về cũng nuôi con cháu tôi thì tôi sẵn sàng trả chứ mình không có nói tiếng gì mà khác hơn là tại vì mình không có tiền thôi. Dạ. Chỉ đóng cho mấy chú tiền đứng mình chấp nhận chứ không phải mấy ông đó ra lệnh mà 50. Dạ. Hiểu chưa? Là ông bác kiểu gì con mà đứng ra bảo lãnh đúng không? Đúng rồi, tôi nói dầu giá nào tôi không bao giờ đây này nhà mình bán mà chừng nào có là trả đàng hoàng. Dạ. Bây giờ đi ở nhà trọ cũng được hay là sau cũng được nữa. Yêu cầu con cháu sau này nó có cái chỗ ở nó thôi. Mình sang miếng đất nào nhỏ nhỏ hay gì đó. Cắt lá cũng được, cho xe vô con ơi. Dạ. Chị ơi, chị vô được. Rồi để rồi, bây giờ để ông bác đẩy đi chỗ cái chưa, cá hả? Chưa. Bởi vì mình chưa nấu nữa mà. Dạ, bây giờ chú vừa đi vừa nấu luôn hả? À. Con thấy có một số chai chú bỏ vô cái người đó. Rồi, bên đây nè. Con mới mua mấy hàng chú đó, hay bằng chú này, chú bán đắt. Dạ. Vô nhà qua nói chuyện cho nó thoải mái, không có mất mát gì đâu. Nhà của Trọng sống rồi quý vị. Để bạn bán nhà nè. Ủa nhà bên cạnh là nhà của ai? Nhà sớm hả? Hay nhà cô Hương? Cái xe mà chở mấy đứa cháu nè, không sửa đó. Nó để ông Bay cũng mấy đứa nhỏ hay không? Chú thiết kế chú chở con Mập hả chú? Ừ. Hồi đó cái này chắc lắm nè, cái này nè. Dạ. Rồi nó ngồi banh cái đó rồi mới để ghế lên cột vô nữa. Dạ. Hai bên hai chai nước nữa, đặng cho nó ngồi êm á. Dạ. Rồi bác ngồi xuống cho con hỏi ít chuyện đi. Đốt đèn được không? Dạ được, đèn tốt. Giấy tay, nhà này cũng làm giấy tay, hồi mua cũng vậy. Nhà này giờ ông bác định bán nhiêu tiền? 700 triệu. 700 hả? Giờ bán coi 650 được không? Không đâu. Cỡ đó nội trả không là cũng 200 mấy chục triệu rồi. Rồi tiền đâu mình mua đất rồi cất nhà. Tại nhà mình là cái gì chỉ có giấy tờ tay thôi mà đâu có sổ hồng đâu. Nếu mình làm được cái sổ hồng thì mình có tiền mình mới làm được. Dạ. Tại mình không có tiền mà gia đình mình không có tiền. Hồi xưa giờ mình làm bao nhiêu năm rồi mà không có dư đồng nào hết hả ông bác? Có một đứa con chứ đâu có nhiều đâu. Theo đúng hai vợ chồng tôi làm sao mà thiếu nợ nần. Dạ. Phải không? Nhưng mà sự thật á, con cháu này, nó lại ăn uống này kia mình mua cho nó ăn rồi. Thì mình có tiền thì mình xài nhiều, còn không thôi chứ sao mà mình lo cho hết được. Thì vậy đó. Dạ. Nữa mình nên nó biết có thằng trai một mà 4-5 đứa cháu rồi cưng rồi tới lui rồi mình cho nó ăn này kia. Cưng lắm. Sáng là lợi rồi. Không lợi thì tôi đi chở, nhiều khi nhìn Trọng nó cũng ẩm cháo lên. Dạ. Hồi có tiệm ở đây cũng vậy, vợ chồng nó ở đây cũng vậy, mà đi về đẳng cũng vậy. Bởi vì có con nít đó, nó bán điện thoại nó hay mà lu bu sơ bu á. Từ đó nó mới mướn nhà trọ riêng, ở kế bà già vợ nó. Tại con thấy ông bác từ già rồi, tuổi lớn rồi mà giờ đi buôn bán để kiếm từng đồng để nuôi sống bản thân rồi. Còn dư một ít thì phải trả tiền lời cho anh Trọng nữa. Thấy già rồi mà đáng lẽ tuổi của bác là nghỉ dưỡng cho nó sướng. Cái cảnh đó là mình cũng đâu có muốn tới, mà nó cũng vậy, nó đi tìm mẹ nó mà. Thì trách nhiệm đó mình phải, mình là cha mẹ rồi phải nhận thôi. Dầu số tiền đó tôi làm yêu cầu có là tôi vẫn trả đàng hoàng, tôi không bao giờ bất cứ người nào. Nếu con tôi thiếu hay là hoặc vợ tôi thiếu, mà rất tiếc là mình chưa có bán được nhà thôi. Bây giờ mong muốn của ông bác là trong trời vô bán ngôi nhà để trả nợ thôi không? Vậy chứ bây giờ bán nhà rồi giờ mình tuổi già sức yếu rồi, giờ mình ở đâu? Già phải có chỗ nơi ở chứ, phải an cư mới là nghiệp chứ, chẳng lẽ già ở trọ nữa. Nếu tôi không có nhà thì biết con cháu tôi sau này nó không có nhà. Phải không? Đúng rồi. Mình bởi vì hai vợ chồng nó, vợ tôi nó cũng định vậy đó, đặng ráng làm có số tiền rồi từ đó gom lại trả người ta, từ từ dứt chứ gì tính gì đó. Thì ông bác ơi, thì thông qua kênh Bình Định Dấu Yêu thì có chị Ly bên Úc có nói đi quay hoàn cảnh nào khó khăn thì gửi 500.000, thì con gửi ông bác 500 để sinh hoạt hàng ngày nha. Cảm ơn. Dạ, cô... tiền nó để ăn uống nha, đừng có trả tiền góp cho anh Trọng nha cô bác. Này. Cô Ly ở Úc ạ. Cảm ơn cô Ly nhiều lắm cô Ly ơi. Ông bác mà... một ngày hút một gói hay là sao? Hai gói luôn hả? Trời ơi, già mà hút thuốc dễ là ảnh hưởng tới phổi lắm. Một ngày hút một gói rồi phia thức. Tôi đâu có ngủ được như mấy cháu đâu. Thức hút dữ lắm. Dạ. Cái đó là sự thật, mình không có... Nhưng mà biết là hút thuốc có hại cho sức khỏe mà sao ông bác còn hút? Mình biết nó mất sức khỏe nhưng mà tôi hút cấp tăng nó nhẹ hơn hero lắm. Dạ. Nhẹ 5-6 điếu này mới bằng cái kia một điếu. Bởi vì nó mới hút hoài được hoài. Nó khi nào mà cái này á mà nó ho rồi đó là cái đó là khi nó yếu rồi. Cái phổi mình còn là bình thường. Dạ ông bác có bệnh tật gì không? Không. Vì trước mình có đi theo mười giáo, tôi trước tiên tôi đi theo Sơn Đông mà. Mình trị bệnh mình mới, mình không có bệnh hoạn rồi mình mới trị người ta được. Tự mình tự trị mình. Cái đó nói bằng sự thật. Từ sức khỏe của mình phải biết rồi đó. Còn như bây giờ tôi lớn đủ rồi. Rồi bây giờ trị làm sao đây? Chỉ ăn uống được thì tốt. Mà ngặt cái ăn uống mình ăn không được. Cố gắng đâu mà ăn. Nhưng mà nếu như anh trọng con cái mình nó sai thì mình phải chấn chỉnh như thế nào? Đâu thể nào mà cứ anh nợ rồi bác cánh nợ được. Bây giờ cái cảnh khổ này mình không nói được. Bởi vì nó đi tìm mẹ nó mà. Cái đó sự thật tôi nói. Mày đi rồi tôi cũng không có biết mà nó hổ tiền nữa. Nó nói bằng cái miệng thôi đi tìm mẹ nó thì mình tin tưởng. Con mình thì mình biết rồi đó. Vậy cho anh hỏi là ông bác có biết nguyên nhân sau xe từ đâu mà dẫn đến anh trọng vỡ nợ không? Nó chỉ một con bươi mà 5-7 con mẫu đó là mình nói bằng sự thật. Tại vì con nó đông quá. Tức là gọi là... Rồi vợ nó phải bắt giữ con. Rồi vợ nó không có làm được cái chuyện gì khác đâu. Cái đó là sự thật. Đáng thương chứ không phải là đáng trách con dâu. Nó là con nhỏ đáng thương nhất, hiền nhất luôn á. Nó giống ông già nó đó. Bởi vì tôi thương lắm. Nhưng mà con thấy chị cũng hơi bị lười biếng mà bác. Bên ngoài điều ai cũng nói vậy nhưng không phải gì đâu. Khi mình hiểu được mình tội nghiệp người ta. Nội mình nên bả giả tí cái bà già đi hay cho người lớn hay là khỏe đi. Giữ 4-5 đứa con nít gì chịu nổi không? Vậy thôi, rồi mà cái gì? Thái con thấy cũng nhiều người phụ nữ dặn 2-3 đứa con cũng lăn lóc để bán vé số cũng được mà. Tại nhà mình nghèo mình phải biết phận của mình ở đâu chứ. Con nói đúng nhưng mà cái sự thật nó không có được hoạt bát như người ta. Tại vì bởi vì tôi mới nói là đáng thương. Phải không? Nhưng mà nó lanh lợi như mấy con mẹ bạn hàng đi. Thì chú khổ dạy. Nó dạy là mình. Giờ mình nghèo. Còn cái này nó đáng thương. Nghèo. Nhưng mà nó chỉ biết giữ gìn con cái nó vậy là tốt mà. Bởi vì đường xe cộ. Nếu như vậy thì có tiền nhiều ăn bao nhiêu núi nó cũng lỡ là anh chậm làm nuôi 5 người mà sao mà núi nổi một người sao nuôi 5 người. Còn khi số tiền của cô bác là trên Facebook cho đó là tôi hỏi nội cái bệnh Covid này nè. Rồi đó là đồ đạc mắc đồ cái nó ăn xài. Ăn hàng ngày rồi từ từ nó thâm. Dạ. Rồi lớp là sữa đồ. Có nhiều khi nó cũng vẫn bị gạt như thường. Đem lại 10 cái điện thoại chính là ở đây nè. 10 cái điện thoại tốt không mà nhà đâu cũ thợ người ta dục qua không. Banh tu na. Tại cái đó là do tính của anh trọng. Cũng mình mua là phải chịu thôi. Mình mua rồi. Nói chung là mấy người buôn bán á, mình mua lầm chứ bán đâu có lầm đâu. Đúng vậy. Nên nhiều người tâm khôn lắm chứ đâu đến nỗi mà như vậy. Điện thoại ai mà giảm giá thì trọng cũng bán luôn. Mua nó mua nhầm khi nó ngay mấy cái người mà hư chút đỉnh nó sửa đều gan hết trơn. Cái gì nó làm có tiền hết. Đâu đến nỗi nó làm mấy trăm mấy triệu rồi xài cũng hết. Con thấy cái điều đó nó hơi bị vô lý á. Đúng là nói vô lý nhưng mà tôi hỏi nó thâm thủng phải chi mà con vợ mà con bây nói giờ... thiệt với ông bác nha, ví dụ như một người nghèo khổ mà có ai cho một cái phao cứu tinh tầm khoảng 20 triệu đây người ta buôn bán vỉa hè người ta vươn lên liền. Con nói thiệt cũng có nhiều người vươn lên lắm. Đúng mà anh trọng đã như thế này gọi là cũng quá sai nên nhiều mạnh thường quân người ta hơi bị thất vọng một xíu. Thì bác nếu như bác là một người mạnh thường quân mà từng giúp đỡ anh trọng với số tiền lớn vậy mà anh trọng không vượt lên nổi đúng rồi. Tôi mừng là khi tôi nghĩ là con tôi nó vượt lên chứ đâu có ngờ mà nó phải lọt đìa mà té giếng cái nữa. Cái đó sự thật vậy. Bởi vì cái cuộc sống á như trong gia đình tôi là tôi biết thôi. Bởi vì tôi biết đó, mỗi ngày nó hao tốn bao nhiêu, con cái nó thôi với gia đình nó, rồi nhà trọ, không nó rỉa từ từ chứ không phải tự nhiên bung ra cái một hết. Con tính một tháng bao nhiêu, nếu mình thâm thủng thôi, một tháng thôi, rồi mà tính ra một năm hay là hoặc vài ba tháng thì mình mới thấy số tiền đó nó như thế nào, nó banh xác. Bởi vậy chính tôi ở đây và nó làm thợ ở đây, mình thấy nó làm được mình mừng, chứ cha mà thấy con làm gì cũng mừng. Rồi tôi ngày tôi thì tôi đi làm thôi đó, tôi đi lượm với cha tối ngày. Khi xe này nè